Xin chào quý vị và các bạn. Hôm qua, nhiều nơi ở Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, có nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ. Dự báo mức nhiệt này khả năng vẫn lặp lại trong hôm nay ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng, phía Nam Sơn La và Hòa Bình. Các nơi khác, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Dự báo từ đêm nay 14 tháng 6 đến đêm mai 15 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ lại có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cục bộ có mưa to, tập trung về đêm và sáng với lượng mưa là từ 20 cho đến 40mm, có nơi trên 70mm. Nhờ có mưa nên từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Với thủ đô Hà Nội, trưa chiều nay trời vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 37 cho đến 38 độ. Từ chiều tối khả năng có mưa dông với xác suất mưa cao trên 75% nên tiết trời sẽ dịu đi và từ ngày mai nhiệt độ sẽ giảm xuống, chấm dứt nắng nóng ở Hà Nội. Với Trung Bộ, hôm nay và ngày mai nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn xảy ra trên diện rộng, trải dài từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận, có nơi còn đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 cho đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 50 cho đến 55%. Dự báo nắng nóng ở các tỉnh thành phố miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Thành phố Đà Nẵng có nắng lên từ sáng và mạnh hơn vào trưa chiều. Trời nắng nóng, mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ 38 cho đến 39 độ. Độ ẩm thấp nhất trong thời điểm từ 12 đến 14 giờ chỉ từ 49 đến 52%, nên cảm giác rất khô nóng. Về đêm, nhiệt độ ở mức từ 29 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa mưa do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên chiều tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 cho đến 30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Với thành phố Hồ Chí Minh, lúc này trời đang nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35 cho đến 36 độ. Dự báo từ khoảng 15 giờ chiều, mây dông kéo đến và gây mưa với xác suất mưa cao trên 75%. Và bản tin thời tiết trưa nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.